chúng ta sẽ tìm hiểu về IDS và IPS, hệ thống phát hiện và xâm nhập và ngăn chặn xâm nhập. IDS là hệ thống giám sát mạng hoặc hệ thống máy tính nhằm phát hiện các hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ, có thể là dấu hiệu của cuộc tấn công mạng. IDS có thể giám sát lưu lượng mạng, nhân kế hệ thống và các hoạt động khác để nhận diện các mẫu hoặc hành vi liên quan đến xâm nhập. Chức năng chính của IDS là phát hiện và cảnh báo về các hoạt động nghi ngờ. IDS không thực hiện hành động ngăn chặn mà thường gửi cảnh báo đến quản trị viên hoặc hệ thống bảo mật khác để xử lý. IPS, Intrusion Prevention System. IPS là một hệ thống tương tự IDS, nhưng ngoài việc phát hiện các hành vi xâm nhập, nó còn có khả năng ngăn chặn hoặc tự động phản ứng với các mối đe dọa bằng cách chặn, làm gián đoạn hoặc hạn chế các hành động có hoạt động nguy hiểm. Chức năng chính của IDS là ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng có thể xảy ra, có thể gây hại. IPS thường được triển khai ở các điểm chiến lược trong mạng để kiểm tra lưu lượng mạng trong thời gian thực. IDS và IPS được phân thành hai loại: Network Based IDS, IPS. Network Based IDS, IDS, IPS giám sát toàn bộ lưu lượng mạng qua một hoặc nhiều điểm trong mạng. Vị trí triển khai là được đặt tại các điểm giao quan trọng của mạng, như giữa các phân đoạn mạng khác nhau hoặc giữa mạng nội bộ và Internet. Về chức năng, NIDS, NIPS có thể phân tích lưu lượng mạng để phát hiện các cuộc tấn công dựa trên các mẫu đã biết hoặc hành vi bất thường. Phân loại thứ hai là Hot Basic IDS, IPS. Hạt IDS và hạt IPS giám sát các hoạt động trong một máy tính hoặc thiết bị cụ thể như các tệp tin, quy trình hệ thống và nhật ký. Hạt IPS được triển khai, được cài đặt trên từng máy chủ, máy tính hoặc thiết bị cụ thể. Là chức năng là theo dõi các thay đổi hệ thống, truy cập tập tin và các hoạt động khác để phát hiện các dấu hiệu xâm nhập hoặc các hành động có hại. Phương pháp phát hiện của IDS, IPS, nó phát hiện dựa trên chữ ký Signature Based Detection. Về nguyên lý, IDS, IPS so sánh lưu lượng mạng của lưu lượng mạng hoặc các sự kiện với một cơ sở dữ liệu các chữ ký tấn công đã biết. Mỗi chữ ký là một mẫu nhận dạng của một loại tấn công cụ thể. Về ưu điểm, hiệu quả trong việc phát hiện các cuộc tấn công đã biết, có khả năng cảnh báo chính xác cao. Về nhược điểm, không thể phát hiện các cuộc tấn công mới hoặc các biến thể của cuộc tấn công hiện có mà không có chữ ký tương ứng. Phương pháp thứ hai là phát hiện dựa trên hành vi, Behavior Based Detection. Về nguyên lý, IDS, IPS phân tích hành vi của người dùng, hệ thống hoặc mạng để phát hiện các hành động bất thường hoặc không mong muốn dựa trên mô hình hành vi chuẩn. Về ưu điểm, có thể phát hiện các cuộc tấn công mới hoặc chưa có chữ ký bằng cách xác định các hành vi bất thường. Về nhược điểm, là dễ gây ra cảnh báo sai vì hành vi bình thường có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình huống cụ thể. Về phương pháp thứ ba là phát hiện dựa trên mức độ dị thường, anomaly basis detection. Về nguyên lý, IDS, IPS so sánh lưu lượng mạng hoặc hoạt động hệ thống với một mô hình dị thường đã được thiết lập trước. Bất kỳ sai lệch nào so với mô hình này đều được coi là tiềm năng xâm nhập. Về ưu điểm, phát hiện các cuộc tấn công chưa từng được biết đến trước đó. Về nhược điểm, có thể tạo ra nhiều cảnh báo sai nếu mô hình bình thường không được thiết lập chính xác. Về cách triển khai IDS, IPS, đầu tiên là inline deployment. Về nguyên lý, IPS được triển khai theo mô hình inline, tức là nằm trực tiếp trong luồng lưu lượng mạng. Điều này cho phép IPS phân tích và hành động ngay lập tức trên cả gói tín trước khi chúng đến đích. Về ưu điểm, ngăn chặn được các cuộc tấn công ngay lập tức và bảo vệ hệ thống khỏi cả mối đe dọa theo thời gian thực. Về nhược điểm, nếu IPS gặp sự cố hoặc quá tải, nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất mạng hoặc thậm chí làm gián đoạn dịch vụ. Về cách triển khai thứ hai là out of band deploy, áp dụng với IDS. Về nguyên lý, IDS được triển khai ngoài luồng lưu lượng mạng chính, tức là nó chỉ giám sát lưu lượng mạng mà không trực tiếp ngăn chặn. IDS thường sử dụng các bản sao của lưu lượng, minor traffic từ switch hoặc router để phân tích.
về ưu điểm không, nó không gây ảnh hưởng đến hiệu suất mạng, dễ dàng triển khai và quản lý. Về nhược điểm, không thể ngăn chặn cả mối đe dọa thời gian thực, chỉ có thể đưa ra cảnh báo. Cách triển khai thứ ba là hybrid deployment. Về nguyên lý, nó kết hợp cả IDS và IPS trong cùng một hệ thống hoặc triển khai song song, tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp. Về ưu điểm, bảo vệ mạng toàn diện, với khả năng phát hiện và ngăn chặn linh hoạt. Về nhược điểm, phức tạp trong cấu hình quản lý, đòi hỏi sự đồng bộ hóa giữa cả hệ thống.